What is, your favorite book? What is your favorite book? Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? My favorite book is 1984 by George Orwell. My favorite book is 1984 by George Orwell. Cuốn sách yêu thích của tôi là 1984 của George Orwell. How do you spend your weekends? How do you spend your weekends? bạn dành thời gian cuối tuần như thế nào. I usually go hiking or read books. I usually go hiking or read books. tôi thường đi leo núi hoặc đọc sách. Why are you learning English? Why are you learning English? tại sao bạn học tiếng anh. I am learning English to travel the world. I am learning English to travel the world. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Bạn thích loại nhạc nào? I enjoy classical music. I enjoy classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Where did you grow up? Where did you grow up? Bạn lớn lên ở đâu? I grew up in a small town. I grew up in a small town. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Do you play any sports? Do you play any sports? bạn có chơi môn thể thao nào không? Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. có, tôi chơi bóng đá. What did you do last weekend? What did you do last weekend? bạn đã làm gì vào cuối tuần trước. I visited a museum. I visited a museum. Tôi đã đi thăm một viện bảo tàng. How often do you exercise? How often do you exercise? Bạn tập thể dục bao lâu một lần? I exercise three times a week. I exercise three times a week. Tôi tập thể dục ba lần một tuần. What is your favorite food? What is your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì. My favorite food is sushi. My favorite food is sushi. Món ăn yêu thích của tôi là sushi. Where would you like to travel? Where would you like to travel? Bạn muốn đi du lịch ở đâu. I would like to travel to Japan. I would like to travel to Japan. Tôi muốn đi du lịch Nhật Bản. What is your job? What is your job? Công việc của bạn là gì? I am a software engineer. I am a software engineer. Tôi là kỹ sư phần mềm. Do you, have any pets? Do you have any pets? Bạn có nuôi con vật nào không? Yes, I have a cat. Yes, I have a cat. Có, tôi nuôi một con mèo. Can you cook? Can you cook? Bạn có biết nấu ăn không? Yes, I can cook Italian food. Yes, I can cook Italian food. Có, tôi có thể nấu món ý. What is the weather like today? What is the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào? It is sunny and warm. It is sunny and warm. Trời nắng và ấm áp. Do you like to read? Do you like to read? Bạn có thích đọc sách không? Yes, I love reading novels. Yes, I love reading novels. Có, tôi thích đọc tiểu thuyết. How do you get to work? How do you get to work? Bạn đi làm bằng gì? I take the bus to work. I take the bus to work. Tôi đi làm bằng xe buýt. Do you enjoy cooking? Do you enjoy cooking? Bạn có thích nấu ăn không? Yes, I find it relaxing. Yes, I find it relaxing. Có, tôi thấy nó thư giãn. What time do you wake up? What time do you wake up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng. What languages do you speak? What languages do you speak? Bạn nói được những ngôn ngữ nào? I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. Tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Do you like traveling? Do you like traveling? Bạn có thích đi du lịch không? Yes, I love exploring new places. Yes, I love exploring new places. Có, tôi thích khám phá những nơi mới. What is your dream job? What is your dream job? Công việc mơ ước của bạn là gì? My dream job is to be a writer. My dream job is to be a writer. công việc mơ ước của tôi là trở thành nhà văn. Do you like art? Do you like art? bạn có thích nghệ thuật không? Yes, I enjoy visiting art galleries. Yes, I enjoy visiting art galleries. có, tôi thích thăm các phòng triển lãm nghệ thuật. How do you relax? How do you relax? Bạn thư giãn bằng cách nào? Yes, I enjoy watching documentaries. Yes, I enjoy watching documentaries. Có, tôi thích xem phim tài liệu. What is your favorite color? What is your favorite color? Màu sắc yêu thích của bạn là gì? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời. Where do you work? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? I work at a tech company. I work at a tech company. Tôi làm việc tại một công ty công nghệ. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Bộ phim yêu thích của bạn là gì? My favorite movie is Inception. My favorite movie is Inception. Bộ phim yêu thích của tôi là Incentino. Do you, play any instruments? Do you play any instruments? bạn có chơi nhạc cụ nào không? Yes, I play the guitar. Yes, I play the guitar. có, tôi chơi guitar. What is your hobby? What is your hobby? Sở thích của bạn là gì My hobby is painting. My hobby is painting. Sở thích của tôi là vẽ tranh. Do you like gardening? Do you like gardening? Bạn có thích làm vườn không? Yes, I find it very rewarding. Yes, I find it very rewarding. Có Tôi thấy nó rất bổ ích. What is your favorite season? What is your favorite season? Mùa yêu thích của bạn là gì? My favorite season is spring. My favorite season is spring. Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân. Do you enjoy dancing? Do you enjoy dancing? bạn có thích khiêu vũ không Yes, I love to dance salsa Yes, I love to dance salsa có tôi thích nhảy sang sa What time do you go to bed What time do you go to bed bạn đi ngủ lúc mấy giờ i go to bed at 11 p.m i go to bed at 11 p.m do you like to watch tv do you like to watch tv, Bạn có thích xem TV không? yes i enjoy watching documentaries yes i enjoy watching documentaries có tôi thích xem phim tài liệu what is your favorite color what is your favorite color màu sắc yêu thích của bạn là gì my favorite color is blue my favorite color is blue màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời do you like shopping yeah do you like shopping bạn có thích mua sắm không? Yes, I enjoy shopping for clothes. Yes, I enjoy shopping for clothes. có, tôi thích mua sắm quần áo. How do you usually spend your holidays? How do you usually spend your holidays? bạn thường dành thời gian nghỉ lễ như thế nào. i usually travel with my family i usually travel with my family Tôi thường đi du lịch với gia đình. what do you do in your free time what do you do in your free time Bạn làm gì trong thời gian rảnh? i like to read and hike i like to read and hike tôi thích đọc sách và đi bộ đường dài. Do you like to cook? Do you like to cook? bạn có thích nấu ăn không? Yes, I enjoy trying new recipes. Yes, I enjoy trying new recipes. có, tôi thích thử các công thức mới. What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Bạn thích loại phim nào? I like action and comedy movies. I like action and comedy movies. Tôi thích phim hành động và hài. Do you have a favorite artist? Do you have a favorite artist? Bạn có nghệ sĩ yêu thích nào không? Yes, my favorite artist is Van Gogh. Yes, my favorite artist is Van Gogh. Có. Nghệ sĩ yêu thích của tôi là Van Gogh. Do you play sports? Do you play sports? Bạn có chơi thể thao không? Yes, I play soccer and tennis. Yes, I play soccer and tennis. Có. Tôi chơi bóng đá và tennis. What is your favorite book? What is your favorite book? Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? My favorite book is 1984 by George Orwell. My favorite book is 1984 by George Orwell. Cuốn sách yêu thích của tôi là 1984 của George Orwell. How do you spend your weekends? How do you spend your weekends? Bạn dành thời gian cuối tuần như thế nào? I usually go hiking or read books. I usually go hiking or read books. Tôi thường đi leo núi hoặc đọc sách. Why are you learning English? Why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh? I am learning English to travel the world. I am learning English to travel the world. Tôi học tiếng Anh để đi du lịch khắp thế giới. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Bạn thích loại nhạc nào? I enjoy classical music. I enjoy classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Where did you grow up? Where did you grow up? Bạn lớn lên ở đâu. I grew up in a small town. I grew up in a small town. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Do you play any sports? Do you play any sports? Bạn có chơi môn thể thao nào không? Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. có, tôi chơi bóng đá. What did you do last weekend? What did you do last weekend? bạn đã làm gì vào cuối tuần trước. I visited a museum. I visited a museum. tôi đã đi thăm một viện bảo tàng. How often do you exercise? How often do you exercise? Bạn tập thể dục bao lâu một lần? I exercise three times a week. I exercise three times a week. Tôi tập thể dục ba lần một tuần. What is your favorite food? What is your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì? My favorite food is sushi. My favorite food is sushi. Món ăn yêu thích của tôi là sushi. Where would you like to travel? Where would you like to travel? Bạn muốn đi du lịch ở đâu? I would like to travel to Japan. I would like to travel to Japan. Tôi muốn đi du lịch Nhật Bản. What is your job? What is your job? công việc của bạn là gì. I am a software engineer. I am a software engineer. Tôi là kỹ sư phần mềm. Do you have any pets? Do you have any pets? bạn có nuôi con vật nào không? Yes, I have a cat. Yes, I have a cat. Ga, một no mèo. Can you cook? Can you cook? Banco big no không? Yes, I can cook Italian food. Yes, I can cook Italian food. Có. Tôi có thể nấu món ý. What is the weather like today? What is the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào? It is sunny and warm. It is sunny and warm. Trời nắng và ấm áp. Do you like to read? Do you like to read? bạn có thích đọc sách không Yes, I love reading novels Yes, I love reading novels có tôi thích đọc tiểu thuyết How do you get to work How do you get to work bạn đi làm bằng gì I take the bus to work. I take the bus to work. Tôi đi làm bằng xe buýt. Do you enjoy cooking? Do you enjoy cooking? Bạn có thích nấu ăn không? Yes, I find it relaxing. Yes, I find it relaxing. Có Tôi thấy nó thư giãn. What time do you wake up? What time do you wake up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. What languages do you speak? What languages do you speak? bạn nói được những ngôn ngữ nào. I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. tôi nói tiếng anh và tiếng tây ban nha. Do you like traveling? Do you like traveling? bạn có thích đi du lịch không? Yes, I love exploring new places. Yes, I love exploring new places. Có, tôi thích khám phá những nơi mới. What is your dream job? What is your dream job? Công việc mơ ước của bạn là gì? My dream job is to be a writer. My dream job is to be a writer. công việc mơ ước của tôi là trở thành nhà văn. Do you like art? Do you like art? bạn có thích nghệ thuật không? Yes, I enjoy visiting art galleries. Yes, I enjoy visiting art galleries. có, tôi thích thăm các phòng triển lãm nghệ thuật. How do you relax? How do you relax? Bạn thư giãn bằng cách nào? Yes, I enjoy watching documentaries. Yes, I enjoy watching documentaries. Có, tôi thích xem phim tài liệu. What is your favorite color? What is your favorite color? Màu sắc yêu thích của bạn là gì? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời. Where do you work? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? I work at a tech company. I work at a tech company. Tôi làm việc tại một công ty công nghệ. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Bộ phim yêu thích của bạn là gì? My favorite movie is Inception. My favorite movie is Inception. Bộ phim yêu thích của tôi là Inception. Do you, play any instruments? Do you play any instruments? Bạn có chơi nhạc cụ nào không? Yes, I play the guitar. Yes, I play the guitar. Có, tôi chơi guitar. What is your hobby? What is your hobby? Sở thích của bạn là gì? My hobby is painting. My hobby is painting. Sở thích của tôi là vẽ tranh. Do you like gardening? Do you like gardening? Bạn có thích làm vườn không? Yes, I find it very rewarding. Yes, I find it very rewarding. Có. Tôi thấy nó rất bổ ích. What is your favorite season? What is your favorite season? Mùa yêu thích của bạn là gì? My favorite season is spring. My favorite season is spring. Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân. Do you enjoy dancing? Do you enjoy dancing? bạn có thích khiêu vũ không Yes, I love to dance salsa Yes, I love to dance salsa có tôi thích nhảy sang sa What time do you go to bed What time do you go to bed bạn đi ngủ lúc mấy giờ i go to bed at 11 p.m i go to bed at 11 p.m do you like to watch tv do you like to watch tv, Bạn có thích xem TV không? yes i enjoy watching documentaries yes i enjoy watching documentaries có tôi thích xem phim tài liệu what is your favorite color what is your favorite color màu sắc yêu thích của bạn là gì my favorite color is blue my favorite color is blue màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời do you like shopping yeah do you like shopping bạn có thích mua sắm không? Yes, I enjoy shopping for clothes. Yes, I enjoy shopping for clothes. có, tôi thích mua sắm quần áo. How do you usually spend your holidays? How do you usually spend your holidays? bạn thường dành thời gian nghỉ lễ như thế nào. i usually travel with my family i usually travel with my family Tôi thường đi du lịch với gia đình. what do you do in your free time what do you do in your free time Bạn làm gì trong thời gian rảnh? i like to read and hike i like to read and hike tôi thích đọc sách và đi bộ đường dài. Do you like to cook? Do you like to cook? bạn có thích nấu ăn không? Yes, I enjoy trying new recipes. Yes, I enjoy trying new recipes. có, tôi thích thử các công thức mới. What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Bạn thích loại phim nào? I like action and comedy movies. I like action and comedy movies. Tôi thích phim hành động và hài. Do you have a favorite artist? Do you have a favorite artist? Bạn có nghệ sĩ yêu thích nào không? Yes. My favorite artist is Van Gogh. Yes, my favorite artist is Van Gogh. Có. Nghệ sĩ yêu thích của tôi là Van Gogh. Do you play sports? Do you play sports? Bạn có chơi thể thao không? Yes, I play soccer and tennis. Yes, I play soccer and tennis. Có. Tôi chơi bóng đá và tennis. What is your favorite book? What is your favorite book? Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? My favorite book is 1984 by George Orwell. My favorite book is 1984 by George Orwell. Cuốn sách yêu thích của tôi là 1984 của George Orwell. How do you spend your weekends? How do you spend your weekends? Bạn dành thời gian cuối tuần như thế nào? I usually go hiking or read books. I usually go hiking or read books. Tôi thường đi leo núi hoặc đọc sách. Why are you learning English? Why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh? I am, I am learning English to travel the world. Tôi học tiếng Anh để đi du lịch khắp thế giới. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Bạn thích loại nhạc nào? I enjoy classical music. I enjoy classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Where did you grow up? Where did you grow up? Bạn lớn lên ở đâu? I grew up in a small town. I grew up in a small town. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Do you play any sports? Do you play any sports? Bạn có chơi môn thể thao nào không? Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. Có, tôi chơi bóng đá. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước? I visited a museum. I visited a museum. Tôi đã đi thăm một viện bảo tàng. How often do you exercise? How often do you exercise? bạn tập thể dục bao lâu một lần? I exercise three times a week. I exercise three times a week. Tôi tập thể dục ba lần một tuần. What is your favorite food? What is your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì? My favorite food is sushi. My favorite food is sushi. Món ăn yêu thích của tôi là sushi. Where would you like to travel? Where would you like to travel? Bạn muốn đi du lịch ở đâu? I would like to travel to Japan. I would like to travel to Japan. Tôi muốn đi du lịch Nhật Bản. What is your job? What is your job? công việc của bạn là gì. I am a software engineer. I am a software engineer. Tôi là kỹ sư phần mềm. Do you have any pets? Do you have any pets? Bạn có nuôi con vật nào không? Yes, I have a cat. Yes, I have a cat. Có, tôi nuôi một con mèo. Can you cook? Can you cook? Bạn có biết nấu ăn không? Yes, I can cook Italian food. Yes, I can cook Italian food. Có, tôi có thể nấu món Ý. What is the weather like today? What is the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào? It is sunny and warm. It is sunny and warm. Trời nắng và ấm áp. Do you like to read? Do you like to read? Bạn có thích đọc sách không? yes i love reading novels yes i love reading novels Có, tôi thích đọc tiểu thuyết. how do you get to work how do you get to work Bạn đi làm bằng gì? i take the bus to work i take the bus to work Tôi đi làm bằng xe buýt. Do you enjoy cooking? Do you enjoy cooking? Bạn có thích nấu ăn không? Yes, I find it relaxing. Yes, I find it relaxing. Có, tôi thấy nó thư giãn. What time do you wake up? What time do you wake up? Bạn thức dậy lúc mấy giờ? I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. What languages do you speak? What languages do you speak? Bạn nói được những ngôn ngữ nào? I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. Tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Do you like traveling? Do you like traveling? Bạn có thích đi du lịch không? Yes I, love exploring new places. yes, I love exploring new places. Có, tôi thích khám phá những nơi mới. What is your dream job? What is your dream job? Công việc mơ ước của bạn là gì? My dream job is to be a writer. My dream job is to be a writer. Công việc mơ ước của tôi là trở thành nhà văn. Do you like art? Do you like art? Bạn có thích nghệ thuật không? Yes, I enjoy visiting art galleries. Yes, I enjoy visiting art galleries. Có, tôi thích thăm các phòng triển lãm nghệ thuật. How do you relax? How do you relax? Bạn thư giãn bằng cách nào? Yes, I enjoy watching documentaries. Yes, I enjoy watching documentaries. Có, tôi thích xem phim tài liệu. What is your favorite color? What is your favorite color? Màu sắc yêu thích của bạn là gì? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời. Where do you work? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? I work at a tech company. I work at a tech company. Tôi làm việc tại một công ty công nghệ. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Bộ phim yêu thích của bạn là gì? My favorite movie is Inception. My favorite movie is Inception. Bộ phim yêu thích của tôi là Incetino. Do you play any instruments? Do you play any instruments? Bạn có chơi nhạc cụ nào không? Yes, I play the guitar. Yes, I play the guitar. Có, tôi chơi guitar. What is your hobby? What is your hobby? Sở thích của bạn là gì? My hobby is painting. My hobby is painting. Sở thích của tôi là vẽ tranh. Do you like gardening? Do you like gardening Bạn có thích làm vườn không? Yes, I find it very rewarding. Yes, I find it very rewarding. Có, tôi thấy nó rất bổ ích. What is your favorite season? What is your favorite season? Mùa yêu thích của bạn là gì? My favorite season is spring. My favorite season is spring. Mùa yêu thích của tôi là mùa xuân. Do you enjoy dancing? Do you enjoy dancing? Bạn có thích khiêu vũ không? Yes, I love to dance salsa. Yes, I love to dance salsa. Có, tôi thích nhảy sang xa. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Bạn đi ngủ lúc mấy giờ? I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Bạn có thích xem TV không? Yes, I enjoy watching documentaries. Yes, I enjoy watching documentaries. Có, tôi thích xem phim tài liệu. What is your favorite color? What is your favorite color? Màu sắc yêu thích của bạn là gì? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời. Do you like shopping? Yeah. Do you like shopping? Bạn có thích mua sắm không? Yes, I enjoy shopping for clothes. Yes, I enjoy shopping for clothes. Có, tôi thích mua sắm quần áo. How do you usually spend your holidays? How do you usually spend your holidays? I usually travel with my family. I usually travel with my family. Tôi thường đi du lịch với gia đình. What do, you do in your free time? What do you do in your free time? Bạn làm gì trong thời gian rảnh? I like to read and hike. I like to read and hike. Tôi thích đọc sách và đi bộ đường dài. Do you like to cook? Do you like to cook? Bạn có thích nấu ăn không? Yes, I enjoy trying new recipes. Yes, I enjoy trying new recipes. Có, tôi thích thử các công thức mới. What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Bạn thích loại phim nào? I like action and comedy movies. I like action and comedy movies. Tôi thích phim hành động và hài. Do you have a favorite artist? Do you have a favorite artist? Bạn có nghệ sĩ yêu thích nào không? Yes, my favorite artist is Van Gogh. Yes, my favorite artist is Van Hogh. Có, nghệ sĩ yêu thích của tôi là Van Gogh. Do you play sports do you play sports bạn có chơi thể thao không Yes i play soccer and tennis yes i play soccer and tennis có tôi chơi bóng đá và tennis